Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6. Nó nằm trên đường 22 tháng 12 các bạn. Địa chỉ chính xác là 1A4/36A đường 22 tháng 12, phường Thuận Gia, Thuận An, Bình Dương ha. Đó. Thì hôm nay mình không quay Winner X nữa ha, mà mình quay chiếc Siêu Út đây. Đó, thấy nhiều bạn cũng hỏi về Siêu Út nhiều á, nên là mình sẽ quay Siêu Út cho các bạn xem. Hôm bữa là chiếc Siêu Út độ mình mượn được của một bạn ha. Hôm nay là mình quay chiếc Siêu Út độ ở bên cửa hàng đây. Đó. Thì rồi thì trước khi mình cập nhật cái giá bán á, thì các bạn nào mà mới ghé kênh mình đầu tiên á, thì cho mình xin một nút đăng ký và một cái like nha các bạn. Đó. Rồi thì Siêu Út nó hiện tại giá của nó là đối với có 3 phiên bản ha các bạn. Phiên bản mà bánh mâm thắng đĩa có mức giá là 21,5 triệu. Phiên bản bánh căm thắng đĩa có mức giá là 20,5 triệu. Phiên bản bánh căm thắng đùm có mức giá là 19,5 triệu ha. Đây. Đây là phiên bản mắc nhất nè. Đây là phiên bản mà bánh mâm thắng đĩa ha, có mức giá là 21,5 triệu nha. Phiên bản mắc nhất luôn. Đó thì xe này á lên được độ màu tem ha các bạn. Rất là đẹp luôn. Thì các bạn nào mà thích chiếc xe này á, không lấy màu zin á, lấy cái màu xe này, màu xe độ á, thì các bạn cộng thêm cho mình 2,5 triệu nữa các bạn. 2,5 triệu tiền độ màu sắc, màu xe với lại tem nè. Đây. Màu xám đen rất là đẹp luôn. Thêm cái viền vàng đồng nữa. Đây là cái mình sơn trực tiếp luôn ha bạn, chứ không phải là mình dán tem ha, sơn trực tiếp luôn. Sơn trực tiếp 3D luôn. Đó. Đây. Đó. Đấy. Mình quay từ từ cận cảnh cho mọi người xem cái bộ tem này ha. Thì xe này nó không có độ gì hết trơn các bạn. Chỉ lên màu sơn độ màu tem thôi. Đây, chỗ này là được sơn 3D ha. Sơn 3D rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là bên hông sườn xe nè. Đấy. Được chỗ này là sơn bóng ha, màu đen bóng. Lên cái phần phần độ màu sơn màu bạc, màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Sơn trực tiếp lên luôn ha bạn, sơn tem trực tiếp lên luôn chứ không phải là mình dán tem ha. Đó, mua giờ các bạn chỉ có việc đi thôi, khỏi cần phải lên shop Decan dán tem chi nữa. Đó. Rất là đẹp luôn. Màu này là màu xám, xám đen ha. Không phải là bạc, xám đen. Đây, được gắn cái hai cái đồ treo đồ màu vàng đồng luôn. Đó. Xe được gắn bộ chống trộm luôn nha các bạn. Bộ chống trộm 1,2 triệu của Viettel Remote. Đây. Giờ trộm cướp ghê lắm nên các bạn nên gắn bộ chống trộm ha. Đó, an toàn cho xe mình. Ví dụ mình đi lên nhà trọ của bạn, mình ăn nhậu gì đó, mà nhà trọ của bạn trên lầu mà mình dựng xe mình ở dưới đất, thì có cái bộ chống trộm này á, cái ai lấy xe mình thì nó kêu ha, mình biết phát hiện được. Còn nếu không gắn chống trộm nó lấy đi là mình không biết được đâu. Đây, đây phần mặt đồng hồ đó nè. Đây báo xi nhan, cấp số, đó, báo xăng, báo đèn có pha nè, tổng số km chạy được. Đó. Đây những cái nút của nó nhìn rất là thể thao ha. Anh em nào mua chiếc này về chạy ráp cũng rất là được nè ha, chạy ráp là ok luôn. Nó hơi hao xăng hơn là hàng quen pha nhưng mà đa số thì anh em sẽ thích cái dòng xe Siêu Út này hơn, tại vì cái kiểu dáng nó rất là thể thao. Thì dòng xe của Yamaha ha, các bạn cũng biết là cái nó rất chú trọng về cái vẻ bề ngoài ha, nên là cái kiểu dáng nó rất là đẹp. Còn hàng Honda thì cái kiểu dáng nó không được đẹp lắm, nhưng mà nó thiên về cái độ bền. Mình mở cốp cho mọi người xem ha. Đây. Đó. Cái xe ha, bộ đồ nghề ở đây. Đây, cốp cũng khá là rộng. Đó, bình nè. Rồi xe này nếu mà tính ra các bạn mua thì cái giá nó là 21,5 triệu, kèm theo cái giá sơn xe nữa 2,5 triệu nó khoảng là 24 triệu cho chiếc xe này ha. 24 triệu. À, còn mấy cái ba ga với cái đầu linh tinh như cái móc treo đồ đó, cộng thêm mấy chục ngàn nữa ha các bạn. Đó. Xe rất là đẹp luôn. Rồi, khi mà các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương á, các bạn sẽ được tặng bộ quà tặng trị giá 1,2 triệu đồng nè, với lại một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng 3 tháng một lần. Đó. Có trúng tivi nè, máy giặt. Đó, máy quạt hơi nước, rồi quay alpha nữa các bạn, giải đặc biệt là quay alpha ha. Biết khi biết được ông được thì mua chiếc xe này 24 triệu mà trúng được chiếc quay alpha 17,8 triệu nữa ha. Đó, hên xui thôi.
Rồi thì cái vấn đề mà thủ tục đi mua xe trả góp thì các bạn đem theo là chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân và bằng lái xe thì mình có thể mua trả góp được ha. Đó. Trả góp thì các bạn xe này mình nói là 24 triệu đi, 24 triệu đúng không? Thì các bạn trả trước cho mình 20% là khoảng 5 triệu ha. 5 triệu là các bạn có thể mua được, dắt được chiếc xe này về rồi. Nhưng mà cái lãi suất nó thì khá là cao nha. Mình khuyên các bạn khi mà mua xe thì mình nên mua cái xe với giá trả góp trả trước là các bạn. Mình khuyên các bạn ha, khi mà các bạn mua trả góp thì các bạn nên mua nên trả trước 50%. 50% tổng giá trị chiếc xe. Thứ nhất là mình lấy được cả về gốc mang về nè. Thứ hai nữa là cái lãi suất nó sẽ rất là thấp ha. Còn nếu mà mua trả trước khoảng chừng 5 triệu, 10 triệu thì cái lãi suất của nó rất là cao ha. Các bạn trả trong thời gian 12 tháng này nọ thì nó rất là cao. Còn bạn nào mà muốn mua trả góp với số tiền mà các bạn đang có hiện tại á, mà không biết là mỗi tháng mình đóng bao nhiêu, mức lãi suất bao nhiêu á, thì các bạn nhấn dưới video nè ha, có chữ hiển thị thêm, các bạn nhấn dưới đó, các bạn sẽ thấy được cái số điện thoại của bạn Trâm Ngân hàng Sắt. Đó, các bạn gọi cho số điện thoại đó hoặc là các bạn add Zalo nhắn tin ha, add Zalo nhắn tin các bạn nói là xem kênh của Cua Vlog 61 thì bạn Trâm sẽ tư vấn cho các bạn một cái gói trả góp rất là ưu đãi luôn ha. Nhớ nói là xem kênh Cua Vlog 61 nha thì mới được cái gói trả góp ưu đãi nha. Đó. Đây. Xe bánh mâm màu đen ha. Thắng đè á, heo thì dụng heo màu vàng đồng luôn. Đó do là mọi thứ của trên xe nó là đen, đen, xám đen với là vàng đồng nên là chiếc xe này được lên màu rất là đẹp luôn ha các bạn. Đó. Này là mua về chỉ có việc mà đi thôi. Mua xe này về đi là auto về sẽ có bạn gái ha. Không cần phải độ gì hết, về không cần phải độ màu sơn nhá. Màu xe này rất là độc rồi. Độc nhất Bình Dương luôn các bạn. Đó, rồi. Thì anh em thấy chiếc xe như thế nào? Nếu mà anh em mà muốn mua chiếc xe này á thì anh em liên hệ với số điện thoại bên góc trái màn hình ha. Nếu mà không biết được nơi để đến tới mua thì các bạn liên hệ với số điện thoại luôn. Cái nhân viên tư vấn bán hàng sẽ chỉ cho các bạn tới để mua chiếc xe này. Còn mà các bạn muốn biết giá ra biển bao nhiêu thì các bạn liên hệ với mình. Các bạn bình luận phía bên dưới hoặc là nhắn tin lên fanpage của mình là xe máy uy tín Bình Dương ha. Xe máy uy tín Bình Dương thì sẽ mình sẽ trả lời cho các bạn về cái giá ra biển của chiếc xe này. Và trước khi các bạn đi mua xe, các bạn cũng nhắn tin cho mình biết ha, để cái giá mình cập nhật cho các bạn là giá cuối tháng 9. Thì trước khi các bạn mua xe, các bạn nhắn tin lên fanpage của mình là xe máy uy tín Bình Dương. Đó, thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn một cái giá bán đó nữa ha, một lần nữa trước khi các bạn đi mua. Để tại vì nhiều khi cái giá bán nó thay đổi theo thời gian lắm. Nhiều khi là các bạn xem là cuối tháng 9 nhưng mà tới tháng 10, tháng 11, tháng 12 hay là năm sau các bạn mới mua xe. Đó thì nó hơi bị chênh lệch cái giá tiền, nên là các bạn cứ nhắn tin cho mình hoặc bình luận phía bên dưới cái video này, mình sẽ trả lời cho các bạn về cái giá bán cũng như là cái giá mà ra biển ha. Đó. Rồi, thì cũng cảm ơn các bạn đã xem kênh của Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh của mình để mình tiếp tục qua những cái chiếc xe độ nè, xe phân khối lớn, rồi cập nhật những cái giá bán cũng như là chương trình khuyến mãi cho các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.